Em là Nguyễn Phi Hoàng, năm nay 30 tuổi. Em là nhân viên kinh doanh đến từ Cam Ranh, Khánh Hòa. Còn em? Dạ, em là Ngọc Trâm. Em nhỏ hơn ảnh 2 tuổi, em 28 tuổi. Em đến từ Bình Định, hiện tại hai chồng đang sống ở Sài Gòn. Em là nhân viên văn phòng. Em có một em bé 26 tháng. Wow, dạ. Dân Bình Định nhưng mà biết võ không? Dạ, tùy thời điểm, khi cần thì sẽ biết, khi không cần thì không cần biết. Ở trong nhà, anh hỏi nè Hoàng ơi, từ lúc dạ. cưới tới giờ là có bị bụp lần nào chưa? Dạ, em không bụp nhưng mà lâu lâu cũng dí cạnh dạ. Hai em bây giờ là lần đầu tiên các em gặp nhau và hẹn hò yêu đương với nhau như thế nào? Hồi đó em còn là sinh viên, em đi làm thêm ở cái quán cà phê. Thì ảnh á, ảnh là khách quen của quán. Mà ảnh hút thuốc nhiều lắm. Dù già, dù xấu, thấy ghê lắm kìa. Thấy ghê lắm. Rung rủi làm sao, lúc nào cũng bị trực trúng cái khu mà ổng ngồi hết trơn. Hay là sắp xếp cố ý hàng sao á. Cái xong em thấy ổng, cái em thấy ổng ngồi hút thuốc. Cứ em thấy ổng ở đâu hút thuốc á là em làm gì nè? Để ông thấy. Dạ, để ông thấy. Mà ông làm như là càng thấy em làm vậy á thì ông càng hút nhiều hơn. Tức lắm. Đúng không? Đúng không em? Tại vì anh ngồi anh uống cà phê, anh hút thuốc thì cái cảm giác anh thoải mái với đâu có ai mà gặp cô nhân viên mà đi qua lại cứ gì này gì này. Nên hút thêm bỏ. Dạ đúng rồi, em hút thêm một gói nữa. Rồi, hai gói. Ông ưa người khác tự hủy hoại bản thân mình vậy đó hả trời. Như vậy là cái ấn tượng đầu tiên của các bạn về nhau là không ưa nhau. Dạ đúng rồi. Đúng. Vậy thì đến bao lâu thì mới bắt đầu là để ý nhau? Bữa đó là cuối năm rồi anh. Thì em mới qua quán em ngồi uống cái bữa đó là đêm Noel luôn, em cũng qua. Lúc đó là đang chơi game nè, cổ mới nói là chơi game gì mà hay dữ à, cắm cú vô chơi dữ à, mình hút thuốc nhiều á thì cũng nói, mà em chơi game á nhiều á cũng nói. Cái xong cái cổ kêu vậy tải giùm đi, tải giùm game. Em cũng lấy máy em tải, mà lúc đó là em tải em lấy số điện thoại rồi em mới tải cái game đó cho cổ. Thì tức là em chơi trò chôm số điện thoại đúng không? Dạ. Xong cái em đi làm về, cái bạn em nó nhốt em ngoài, em hết tin nhắn tới đi làm về chưa em, có mệt không? Cái em kêu ủa, nhớ là mình chia tay người yêu cách đây cũng mấy năm rồi sao tự nhiên giờ ai nhắn tin vậy ta? Cái em mới hỏi ủa ai vậy? Cái ảnh mới nói ừ ảnh là dạng vậy đó. Cái bây giờ thôi mình đi Noel chơi ha, buồn quá đi luôn. Dạ ok. Mà đi chơi Noel rồi ảnh có lấy điểm lại trong mắt em không? Dạ không, chết quớt luôn. Đang đi chơi em ơi, anh cho anh đi này một cái. Xong anh tấp xe vô, anh đi vệ sinh. Tiểu đường hả em? Tiểu đường. Đưa đi chơi với em mà vẫn hút thuốc. Xong cây hồi lòn lòn tay ra sau, đòi nắm tay em. Tôi suy nghĩ, má ơi cha này vừa đi vệ sinh xong chưa rửa tay. Rồi em có cho nắm không? Dạ không, hồi đó em chưa có yêu. Dạ. Rồi bao lâu thì các bạn mới cảm nhận khác về nhau? Vậy sau đó là ảnh tiếp tục mà thả thính, săn đuổi các kiểu. Ảnh mua trà sữa, mua đồ ăn, tới quán cho em, gửi cho bạn em. Nhưng mà anh không biết tên em. Mà em, mà nhỏ này nó không ưa mình vậy mà mắc mới vậy, em phải chinh phục rồi em mất tiền, mất bạc mua đồ ăn giặt vậy? Tại vì em thích cái tính cá tính thì đi chơi nhiều lần vậy mà cũng khó mà chinh phục được cổ lắm. Tại vì cổ cái tính cách của cổ là rất là cá tính. Mặc thì mặc quần thụng, áo thì áo ấy mà em cắt theo thì cái phong cách hip hop ngày xưa đó, quần thụng rồi áo thụng. Áo rộng rộng rồi tóc tomboy. Em thích cái cá tính đó nên em mới theo đuổi. Đợt cái năm đó thì hai đứa em cũng kiểu quen rồi, cái em mới rủ về nhà em chơi. Bữa đêm đó là cổ ngủ lại nhà em một đêm. Ngủ dài. Em ngủ trong phòng nhà ổng nửa đêm, mò vô dở trò ý đồ sàm sỡ. Mà em có dự đoán trước là có chuyện nó sẽ dạ ra không? Tại vì á phòng kế bên là phòng của ba mẹ ảnh. Em đâu nghĩ là ổng ghê gì đâu. Dạ em đang ngủ không biết, tại vì đi xe mệt. Cái đang ngủ thấy ủa sao có người nào mà nóng nóng vậy ta. Xong quay qua thấy ổng choàng tay qua bụng thôi. Cái em hỏi gì vậy ông nội? Kêu ở đây trời lạnh vô ngủ cho ấm thôi chứ không có gì đâu. Rồi cái chả lần em hất ra luôn, chạy ra khỏi nhà luôn. Em đòi đi về. Cái xong cái suy nghĩ lại, không, bây giờ giờ về lúc này là thiệt thòi cho mình. Với lại mình cũng phải chào ba mẹ người ta một tiếng. Xong em đi vô, thức nguyên đêm không ngủ luôn. Sợ. Tới sáng ba má ổng ruột địch thức dậy á, em đi ra ngoài, em xách đồ đi về. Đi về một lèo luôn anh. Mà sau cái hôm đó em cảm thấy sao? Em có cảm thấy mình bị coi thường hay là mình bị sốc? Dạ nói chung là cũng bị sốc lắm chị. Sốc đúng nhưng không? Mà trong cái sốc đó mình cũng có cái là mình có sai nên mình không có. Đúng vậy. Dạ. Đến khi nào thì em mới chấp nhận anh này? Sau lúc đó em muốn là không quen nữa cho nên em mới làm khó ổng. Nói thôi bỏ thuốc thì em quen tiếp. Không bỏ thuốc thì thôi say goodbye. Cái xong cái ổng kêu ok, nếu như em muốn vậy một tuần sau cho em kết quả. Một tuần sau ổng qua ổng gặp em là ổng không hút thuốc nữa.
Mà điều gì mà để em tin là ổng không hút thuốc nữa? Tại em có gắn vệ tinh, nghĩa là ảnh có người bạn đi chung với ảnh á. Cái em hỏi, ảnh còn hút thuốc không vậy đó. Mọi người mới xác nhận là không còn hút thuốc nữa. Rồi từ đó là quen nhau. Sau đó bao lâu thì tụi em mới cưới nhau? Dạ tụi em quen nhau 2011, thì 2015 tụi em cưới. Là 4 năm đúng không? Bây giờ là 3 năm ở với nhau. Như vậy là quá hiểu về nhau rồi. Rồi bây giờ 7 năm coi như là từ lúc yêu đương cho đến lúc cưới nhau và chung sống với nhau tới bây giờ. Vậy thì có bao nhiêu tật xấu là lòi ra hết đúng không? Dạ đúng rồi. Đây là cái phần mà chắc là các em cũng rất thích thú khi tham gia chương trình vợ chồng. Mục đích của em lên đây là vậy đó. Đó, bây giờ mời em khui trước. Trời ơi, nói về tật xấu của chồng em là phải 20 cái gạch đầu dòng. Trời ơi, vô thiên lũng vậy luôn á. Dạ, đặc trưng là ông ở dơ, cũng dễ thương lắm, cũng không dơ về mấy cái quần tà lõn mà có 4 ngày thôi. Trời ơi, quá. Khi nào mà em cảm thấy là trời ơi, thấy ghê quá, em phải lén lén em đem, em bỏ vô sọt đồ dơ. Lúc đó nó mới được giặt, chứ còn em không để ý là anh cứ mặc hoài vậy luôn. Trời ơi, dạ. Rồi cái gì nữa nè? Rồi nóng tính, khi mà anh ngủ á, xấu tính ngủ lắm. Ví dụ như khi mà ngủ con nó khóc, hoặc là con nó bệnh gì đó, mình kêu anh dạy chăm, thôi đi vô khác đi, xong sau đó là đứng dậy đùng 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 đùng, em tưởng đâu là đùng 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 là đi xuống lấy đồ lên phụ chăm con, không, bỏ xuống dưới ngủ. Ông hay lắm, ông tới ông nói con, trời con ơi ba đi làm gì mệt quá chứ ba đâu muốn gì đâu, con coi mẹ con giận kìa, con coi vậy được không con, trời ơi xấu quá vậy đó. Rồi xong quê. Rồi còn gì nữa nè? Dạ thì ảnh có cái thật là đói cũng quạo, nóng tính nữa. Thí dụ em đi làm về thì phải đợi em, xong cái em nấu cơm xong cái ảnh kêu làm gì nãy giờ mò chưa có cơm vậy? Quạo lên chửi. Mỗi lần vậy thì em sao? Một năm rưỡi đầu tiên thì em cúi mặt, mình đóng vai vợ hiền. Xong sau đó cái em cầm cái chén, giờ sao? Thấy tôi đi làm về không? Tôi mệt mỏi không? Bộ tôi đứt chơi không hả? Sáng chén xuống cái từ đó anh thay đổi. Rồi tật xấu gì nữa nè? Ông có một cái nó xạo dễ thương lắm. Anh đi uống cà phê với bạn nha, nhưng mà hồi thấy check in tại quán nhậu, hỏi ủa chứ sao kêu đi uống cà phê mà kêu bạn nó lật kèo, nó kêu đi nhậu vậy đó chứ cũng không có muốn. Xong cái 11 giờ em hỏi ủa về chưa? Chưa, đang hát karaoke. Cái sáng là anh mới về, em hỏi ủa sao giờ mới về vậy? Công an bắt xe. Em chạy ra đồn công an, em mới hỏi. Cái công an nói tôi tới đó không thấy người nhưng mà tôi thấy cái xe nên tôi bắt xe về. Tại vì hôm đó ở quán cũng có ẩu đả, lòi ra đi uống cà phê ôm, bia ôm gì đó với bạn, xạo lắm. Rồi sao, rồi về có xài giỏ không? Tại vì anh ốm yếu. Không yếu lắm, sợ thổi nghe thôi cũng mệt. Dạ. Bây giờ tới em đó. Tại vì vợ chồng em, cái từ mà lúc đập chén là em phải lép luôn. Từ lúc đó đó, từ lúc tắn chén xuống là em kèo dưới luôn đó. Nên những cái gì mà cổ hay muốn đi chơi hay gì đó là mình cũng nhường cho cổ một chút. Mỗi lần ai rủ là đều có mặt hết. Là ham vui hả? Dạ đúng rồi. Đúng không? Đâu đúng đâu. Tại vì trước khi đi em có xin phép anh ok mới đi. Bạn chồng không có ok rồi em sáng chén cái nữa nó không phải ok à? Đúng không nè? Đó là còn gì nữa nè? Ham ngủ hả? Nói chung là ngủ mà con có khóc cũng kệ. Nhưng nào mà quá cái sức mà ngủ không được nữa mới dạy dỗ phụ thôi. Không có đúng. Tại vì em muốn tập cho con em tự lập. Là khóc một hồi, mệt, nghỉ, ngủ. Chứ không có phải hơi đâu mà cứ chạy theo mà dỗ con ơi dậy hoài mà không có sức khỏe để mình làm việc. Chứ không phải là không thương con. Rồi tiếp. Nói chung là vợ chồng em thì cũng không có gì khác hết. Chỉ có những em hoàn hảo lắm, chủ yếu chồng em thôi. Trời ơi con kìa, trời ơi, những có gì đó chất chứa trong có gì chất chứa mà sợ sợ đó. Không có cơ hội nữa nha, bảy năm chỉ một cơ hội thôi đó. Dạ vậy thôi anh ơi. Vậy thôi anh, đúng không? Rồi nhân đây thì mong muốn thay đổi điều gì? Đúng rồi, em mong muốn vợ em thay đổi điều gì? Thay đổi là dọn dẹp nhà cửa, rồi với lại hai nữa là bớt nóng, ngủ nướng mà kêu dậy á là cũng hay lầm bầm. Tới bây giờ vẫn lầm bầm. Dạ. Rồi bây giờ tới em. Em chỉ mong muốn là chồng em bớt nóng tính hơn, mọi sự phải hết sức bình tĩnh. Ví dụ như khi mà có vấn đề gì xảy ra với con nó bệnh thì phải để cho con có thời gian thích nghi, đề kháng lại bệnh. Chứ không phải hễ mỗi lần con bệnh là đưa đi bệnh viện liền lập tức. Có nghĩa là hiện giờ ở trong gia đình của em á, cái mâu thuẫn và cái mà gọi là hai vợ chồng hay tranh cãi nhiều nhất là cái cách nuôi con và chăm sóc con, đúng không? Dạ đúng rồi. Vợ em á thì là theo một cái chủ nghĩa gọi là trời xanh voi xanh cỏ, phải tự thích nghi. Còn em á chuyện gì cũng phải nhờ sự can thiệp của của bác sĩ. Thực ra cái này tưởng nhỏ mà không nhỏ đâu nha cưng. Cái cách của vợ em cũng hay chứ không phải là không hay. Nhưng chỉ với điều kiện khi hai vợ chồng cùng một cách thì mới được.
Tại vì cách nào cũng có những cái hay và cái không hay hết. Thì bây giờ vấn đề của tụi em bây giờ phải là hai người phải cùng thống nhất một cách nuôi con. Hơn ai hết tụi em phải là người tìm ra được cái nên đứng về phe vợ hay phe chồng. Lý do là phải nhìn theo cái thể chất của cái đứa bé đó. Chứ còn không như thế này là sẽ mệt còn mâu thuẫn. Thứ nhất là mệt con, thứ hai là mệt mình đó. Mâu thuẫn dữ lắm đó nghe. Tối nay về thống nhất lại cái cách để gọi là chăm sóc con như thế nào để hợp nhất lại. Thôi chúc cho các em luôn luôn viên mãn trong cuộc sống, mãi mãi hạnh phúc như thế này nha. Cảm ơn anh chị.